Hello, xin chào tất cả quý bạn và các quý quý vị quan khách, quan viên hai họ, mọi người hai bên đã quay trở lại với kênh YouTube của nhạc cụ Minh Phụng nha. Và sau hàng loạt những clip review khư thùng về những sản phẩm thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một clip đập hộp cây đàn Custman K750 với cái màu là Rosewood, một cái màu rất là sang trọng nha. Và năng nỉ ở lại xem tới cuối video nha, năng nỉ đó. Bye bye. Đây là phần quan trọng nhất của cây đàn, đó chính là cái đầu mà chúng ta sẽ đặt ở đây nhá. Rồi.
Cảm ơn quý bạn và các vị đã theo dõi tới tận giờ phút bây giờ nha. Mình thấy thì đây là một cây piano điện với dáng giả cơ, màu gỗ cực kỳ sang trọng, siêu đẹp luôn. Và nếu các bạn có muốn sở hữu cây đàn này hoặc là trải nghiệm âm thanh của cây đàn này thì mời các bạn đến ngay với Nhạc Cụ Minh Phụng ngay tại địa chỉ 347 Điện Viên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là website thegioinhacu.com.vn, hoặc có thể là nhấn chuông thông báo, đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo nhé.